Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả cuốn tiểu thuyết kinh dị mang tựa đề Chấn Nhỏ Cuồng Ma qua giọng đọc của Thanh Bình. Rất xin lỗi quý vị khán thính giả vì thời gian vừa qua ra chuyện hơi bị gián đoạn. Tại vì Thanh Bình hết bị cảm sốt, sau đó lại bị đau mắt. Bây giờ vẫn còn đang bị đau mắt nhưng vẫn cố gắng để ra chuyện để phục vụ quý vị khán thính giả. Rất mong quý vị khán thính giả thông cảm và ủng hộ Thanh Bình bằng cách like cũng như đăng ký kênh và comment cảm xúc của mình sau mỗi video. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 10. Một chiếc xe con đi vào ủy ban thị trấn lúc nửa đêm. Cánh cổng ủy ban nhanh chóng đóng lại. Một người cao gầy từ trong bước ra. Người đó mặc chiếc áo bông dài. Chư Cốc cười nói với người đó: "Ông Trương à, mời vào, chủ tịch đang chờ ông trong phòng khách." Ông Trương gật đầu rồi theo Chư Cốc vào bên trong. Du Trường Thủy đang hút thuốc lào, khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng. Hai ngày nay, ông ta cứ thấp thỏm lo sợ mình sẽ bị chết vì chúng trùng độc. Bởi sau khi nhận được tin báo của Tam Lại Tử, ông đã bảo Chư Cốc tới phố huyện báo cảnh sát tới bắt Lăng Sơ Bát. Ông ta vốn cho rằng sau khi Lăng Sơ Bát chết, mọi chuyện sẽ bình yên trở lại. Không ngờ lại tiếp tục có chuyện xảy ra. Cái chết của hai tay đao phủ gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với ông. Trong lòng ông ta tràn ngập nỗi sợ hãi, đặc biệt là lúc đêm khuya. Chỉ mới hai ngày mà ông già đi rất nhiều, mắt sầu hõm xuống. Nghe nói ở thị trấn Trường Thủ cách thị trấn đường hơn 10 dặm có một vị pháp sư chuyên trị thuật trùng độc. Thế là ông ta sai người mang rất nhiều đồ mời người đó tới. Du Trường Thủy thắc thỏm: "Sao pháp sư đó vẫn chưa đến?" Lúc này bên ngoài phòng khách vọng tới tiếng gõ cửa. Du Trường Thủy cảnh giác hỏi: "Ai đây?" Từ bên ngoài cửa vọng tới tiếng của Chư Cốc: "Chủ tịch Du à, em là Chư Cốc đây. Ông Trương tới rồi à?" Hòn đá đè nặng trong tim Du Trường Thủy phút chốc tan biến. Sự xuất hiện của Chư Cốc và ông Trương đã hóa giải được tâm trạng căng thẳng. Ông ta bước ra mở cửa. Chư Cốc giới thiệu với ông Trương: "Đây là chủ tịch Du của chúng tôi, mời vào." Du Trường Thủy gượng cười, tay phải giơ ra làm tư thế đón khách. "Ông Trương à, mời vào." Ông Trương cười: vinh hạnh được gặp." Du Trường Thủy nhanh chóng mời ông Trương ngồi. Ông ta cũng chẳng khách khí, đứng hoàng ngồi trên chiếc ghế thái sử. Du Trường Thủy thầm nghĩ xem ra ông này là người từng trải, có lẽ cũng có bản lĩnh thật. Chư Cốc cười xuân xoe: "Chủ tịch Du à, anh còn có gì dặn dò không ạ?" Du Trường Thủy xua tay: "Về đi, tối rồi, phải cẩn thận đấy." Chư Cốc hiểu ý, cúi đầu khom lưng đi ra ngoài. Lát sau, người hậu gái mang một cốc trà đặt trước mặt ông Trương. Sau khi người hậu gái đi ra, Du Trường Thủy nhanh chóng chốt cửa văn phòng lại. Chủ tịch Du cười nói với ông Trương: "Ông vất vả quá." Ông Trương nhấp một ngụm trà cười đáp lại: Đâu có, để chủ tịch Du chờ lâu, lòng tôi cũng áy náy lắm. Nếu như không gặp phải thổ phỉ trên đường thì đã tới từ lâu rồi. May mà tên thổ phỉ Trần An đầu kia nhận ra trên người tôi chẳng có tiền bạc nên hắn không làm gì tôi cả, có thể coi là đã thoát một kiếp nạn." "Trần Lan Đầu, phải rồi, thế ông gặp nạn ở đâu?" Du Trường Thủy vừa nghe thấy tên Trần Lan Đầu thì giật thót mình. Sự đe dọa vào thời điểm nào đó của Trần Lan Đầu đối với Du Trường Thủy vẫn còn khiến ông ta ăn không ngon ngủ không yên. Ông Trường vừa cười vừa đáp lại: "Ở hẻm núi Ô Thạch Đông." "Hả?" Du Trường Thủy rùng mình. Ô Thạch Đông rất gần thị trấn đường, xem ra thổ phỉ Trần Lan Đầu lại nằm vùng xung quanh đây rồi. Không hiểu hắn có mò vào thị trấn đường không. Du Trường Thủy hỏi tiếp: "Thế cái người chặn đường cướp kia có đúng là Trần Lan Đầu không?" Ông Trương gật gật đầu. Du Trường Thủy lại thắc mắc: "Thế ông có nhìn rõ mặt hắn không?" Ông Trương lắc đầu: "Không, chúng tôi đều không nhìn rõ mặt hắn, chỉ nghe thấy tiếng ăn vọng từ trong rừng ra. Hắn ra lệnh cho chúng tôi xuống xe, bắt cả tôi và lái xe úp mặt vào cây, không cho phép chúng tôi quay lại nhìn. Người nào nhìn sẽ bị đánh chết. Chúng tôi đều không dám quay đầu lại. Hắn bịt mắt chúng tôi lại, lục soát khắp người, phát hiện chẳng có đồ gì để cướp,
liền trở lại rừng. Giọng quán nghe rất rõng rạc. Chủ tịch Du ô một tiếng. Thổ phỉ Trần Lan Đầu mặt ngang mũi dọc thế nào Du Trường Thủy cũng chưa biết. Người trong thị trấn đường cũng không ai nói chính xác được. Những người đã từng bị Trần Lan Đầu cướp của cũng đều không muốn nói ra hắn là người thế nào. Do vậy, nếu Du Trường Thủy có gặp Trần Lan Đầu trên phố thì cũng chẳng biết là ai. Ông Trương dường như nhận thấy nỗi hoảng sợ trong lòng Du Trường Thủy. Ông ta chậm rãi hỏi: hình như chủ tịch Du gặp chuyện gì thì phải. Du Trường Thủy nghĩ thầm: không có chuyện thì tôi mời ông tới làm gì. Sau đó ông ta nói với ông Trương: ông Trương à, mắt của ông tinh đấy. Có phải ông nhìn thấy hết những gì tôi đang nghĩ? Nghe nói ông biết bói, xem phong thủy, cái gì cũng tinh thông đúng không? Tôi vô cùng khâm phục vị pháp sư như ông, do vậy mới mời ông tới, nhờ chỉ giáo giúp cho. Ông Trương đảo mắt đáp: chủ tịch Du quá lời rồi. Những lời đồn trên giang hồ không đáng tin đâu. Tôi chẳng qua học được chút thuật trị trùng độc, không có gì to tát lắm đâu. Du Trường Thủy vuốt râu: ông Trương khiêm tốn quá rồi. Ông Trương cảm thấy nếu cứ tiếp tục lời qua tiếng lại như thế này cũng chẳng có ý nghĩa gì, liền vào đề luôn: chủ tịch Du à, nếu có việc gì ông cứ nói thẳng ra, tôi sẽ cố hết sức để giải quyết. Du Trường Thủy cũng không khách sáo nữa. Ông đem hết đầu đuôi câu chuyện về Lăng Sơ Bát kể cho ông Trương nghe. Nghe xong, ông Trương bưng cốc trà lên, nhấp một ngụm rồi khẽ đặt trở lại bàn. Ông ta vừa cười vừa nói: trùng độc đã tồn tại ở chỗ chúng ta hàng nghìn năm rồi. Đúng là nó khiến người ta đau đầu. Nếu như người nuôi trùng độc có thù oán gì với ông thì người đó sẽ tìm trong phương nghìn kế để hạ độc ông. Thủ đoạn hại người của những người này cũng có thể nói là độc đáo, kỳ lạ vô cùng. Có muốn phòng cũng không được. Nếu họ thực sự muốn hạ độc ông thì cho dù có nhiều người bảo vệ ông hơn nữa, cho dù canh phòng cẩn mật thế nào cũng không có tác dụng gì đâu. Nghe xong lời ông Trương, chủ tịch Du rùng mình. Lẽ nào vị thần tiên giống danh tiếng đấy lừng này cũng chỉ là loại được đồn thổi quá mức? Du Trường Thủy thậm chí còn hối hận đã sai người đưa tiền trước cho người này. Nhưng nếu không giao tiền trước, ông ta sẽ không tới. Đây là nguyên tắc chính ông ta lập ra. Cho dù là chủ tịch mời thì cũng phải làm như vậy. Du Trường Thủy nâng ống điếu lên, rít xong sọc một hơi thuốc dài. Ông Trương nhận ra Du Trường Thủy đang nghĩ gì. Những người giống như Du Trường Thủy lúc này ông ta đã gặp rất nhiều rồi. Ông ta nói tiếp: có điều... Du Trường Thủy sáng mắt: có điều gì chứ? Có điều, nếu thực sự trúng trùng độc thì vẫn còn cách. Mấy năm trước, tôi đã cứu sống một người trúng trùng độc đã sắp chết rồi, chỉ còn thoi thóp thở. May mà người nhà người đó tìm được tôi. Tôi vừa tới xem nhận ra anh ta đã trúng trùng độc, liền nhanh chóng kê một đơn thuốc cho người nhà người đó mua thuốc về. Vừa uống được hai canh giờ thì ngồi bật dậy, đôn đa một chậu đồ ô uế. Ngay lập tức người đó có thể xuống giường đi lại bình thường, chẳng có chuyện gì nữa. Linh thế kìa! Du Trường Thủy tròn mắt hỏi lại. Ông Trương khẽ cười: con người tôi từ trước tới giờ chưa từng có thói quen nói khoác. Người nào tin tôi thì tin, mà không tin thì tôi cũng chẳng trách. Người ta đã không tin mình, lẽ nào mình lại kề dao vào cổ bắt họ tin? Phạm chuyện gì cũng có duyên phận của nó. Người có duyên phận với nhau thế nào cũng gặp được nhau. Còn người không có duyên phận, cho dù có đối mặt nhau cũng chẳng làm được gì. Du Trường Thủy khẳng định. Tôi tin ông. Nếu không tin sao tôi lại sai người tới tìm ông chứ? Nụ cười trên mặt ông ta cứ như được vẽ lên vậy. Ông ta vẫn tươi cười: chủ tịch Du à, xem ra chúng ta thực sự có duyên với nhau. Thế này nhé, tôi sẽ để lại một đơn thuốc cho ông. Nếu có điều gì bất thường, ông phải nhanh chóng uống thuốc kê trong đơn, như vậy sẽ không có vấn đề gì đâu. Du Trùng Thủy nói một tràng: tốt, tốt quá rồi. Ông ta vội vàng lấy giấy bút đặt trước mặt ông Trương. Ông Trương bắt đầu viết. Du Trường Thủy nhìn thấy tên những vị thuốc quen thuộc: Hùng Hoàng, Toán Tử, Sương Bổ. Những chữ đó được viết rất đẹp, rất thẳng hàng và có lực. Ông Trương nói tiếp: chủ tịch Du à, hôm nay tôi chỉ xem tới đây thôi, tôi cũng mệt rồi. Du Trường Thủy nói tiếp: được, được.
phòng khác đã chuẩn bị xong xuôi, lát nữa sẽ ăn chút điểm tâm. Thôi, ông đi nghỉ ngơi chút đi, đúng là đã làm ông vất vả rồi. Chủ tịch Du à, ông không phải khách sáo vậy đâu. Tôi nhận tiền của người khác thì phải trừ nạn cho họ. À, tôi thấy tôi và ông đúng là có duyên với nhau đấy. Tôi còn muốn kể một chuyện cho ông nghe, nhưng không biết có nên hay không nữa. Ông Trương à, ông cứ kể đi. Ông Trương mỉm cười, quan sát khuôn mặt Du Trường Thủy rồi nói. Chủ tịch Du, ông phải đề phòng tiểu nhân làm phản đấy. Du Trường Thủy thắc mắc. Ông nói vậy nghĩa là sao? Tôi chỉ nói tới đây thôi, ông phải tự để ý thôi. Du Trường Thủy đang cắm đầu cắm cổ chạy ở một nơi xa lạ. Những cơn gió nóng thổi bù bù bên tai. Sau lưng ông ta là một giọng thê lương đang gọi tên ông ta. Dường như đó là hồn ma nhỏ giọng thê lương đang gọi tên ông ta. Dường như đó là hồn nhỏ chuyên đi đoạt mệnh câu hồn. Ông ta không dám quay đầu lại. Quay đầu lại cũng không nhìn thấy gì. Du Trường Thủy cứ chạy như điên ở nơi vừa tối vừa xa lạ đó. Giọng nói thê lương càng lúc càng tiến lại gần. Ông ta thở hồng hộc. Tim ông ta bỗng nhiên đau bất thường, như thể sao vỡ thành từng mảnh vậy. Chân của ông ta dường như đang đi trên băng vậy. Bỗng ông ta ngã vật ra đất, làm thế nào cũng không bò dậy được. Ông ta dãy giụa không thôi. Giọng nói thê lương đó vừa tiếp cận được ông ta liền biến mất. Cả thế giới trầm lắng trở lại. Du Trường Thủy sợ hãi dòng tay lên tìm xem giọng nói đó tới từ chỗ nào. Nhưng ông ta không làm thế nào để biết được giọng nói đó phát ra từ đâu. Ông ta chỉ biết nằm sấp trên đất trời trời sáng. Màn đêm dài đằng đẵng giống như một vực sâu nuốt chửng Du Trường Thủy. Bỗng nhiên ông ta nghe thấy một tiếng động đáng sợ khác. Đó là tiếng động đầy hiểm ác của rắn. Ông ta có thể tưởng tượng ra tiếng rắn độc khi lao vào tấn công con người. Con rắn đỏ với chiếc lưỡi thè đỏ kia đang phá hoại phòng tuyến cuối cùng phía sau ông. Rắn từ bốn phương tám hướng bò về phía ông ta, bò qua chân tay, ngực ông ta, còn chui vào cả miệng ông ta nữa. Cuối cùng, Du Trường Thủy cũng hét lên tiếng. Lúc tỉnh lại, toàn thân ông ta ướt đẫm mồ hôi. Đây là một cơn ác mộng của ông ta. Cơn ác mộng này ám chỉ điều gì? Điều đó có liên quan tới Lăng Sơ Bát không? Không hiểu có liên quan gì tới tên tiểu nhân mà ông Trương nói không? Du Trường Thủy cảm thấy sự bất an và sự yếu đuối cùng với nỗi kinh hoàng trước đây chưa từng có. Ông ta lấy đơn thuốc ông Trương kê ở dưới gối ra rồi ép chặt lên ngực. Đây là thứ duy nhất có thể cứu mạng ông ta ư? Tỉnh lại sau cơn ác mộng, Du Trường Thủy không ngủ tiếp được nữa, cứ mở to mắt sâu trũng trong ánh đèn dầu tối tăm tới tận sáng. Ông ta nghĩ mình nên đi phố huyện một chuyến. Ông ta muốn tìm cục trưởng cục cảnh sát Triệu Hữu Sơn để bàn một số chuyện quan trọng. Ngày mùng 5 Tết là phiên chợ đầu tiên của thị trấn Đường vào năm Dân Quốc thứ 36. Phiên chợ này rất náo nhiệt. Những người dân sống trên núi xung quanh thị trấn Đường đổ tới đây để bổ sung hàng Tết. Những người hoang phí tiền bạc để ăn Tết thì muốn bán một chút đồ để đổi lại chút tiền để chơi Tết cho vẹn toàn. Đối với người buôn bán mà nói, đây là cơ hội tốt để kiếm tiền. Việc làm ăn trong phiên chợ này nếu khá khẩm sẽ báo hiệu cả năm làm ăn phát đạt, bởi ai cũng muốn có một khởi đầu tốt đẹp mà. Rất nhiều cửa hàng trong thị trấn chọn ngày này là ngày chính thức mở cửa hàng kinh doanh trở lại, kể cả cửa hiệu quan tài của Trương Thiếu Bằng. Hôm nay Trương Thiếu Bằng dậy sớm, ăn sáng xong liền mở cửa hàng. Cũng giống với mọi năm, anh ta thắp ba thảy hương dài, sau đó vái xung quanh cửa hiệu. Đây là một kiểu cầu phúc của anh ta, và cũng là cách để cầu cho những thứ không sạch sẽ trong cửa hiệu biến mất. Vái lại xong, Trương Thiếu Bằng liền cắm ba thảy hương lên khe cửa. Tiếp theo, anh ta dán những tấm bùa vàng xin ẩm miếu vào đầu quan tài ở tít trên cao. Mỗi chiếc quan tài dán một bùa. Hàng thịt lợn của đồ tể Trịnh Bá Thủy cũng mở cửa từ rất sớm. Trịnh Bá Thủy đang đóc sườn lợn. Lúc Trương Thiếu Bằng dán bừa lên các cỗ quan tài, lòng anh ta chỉ nghĩ tới Du Vũ Cường. Từ buổi sáng sớm hôm mùng 3 tới giờ, đã 2 đêm rồi Du Vũ Cường không trở về. Trương Thiếu Bằng lo sợ không hiểu đã có chuyện gì xảy ra với Du Vũ Cường. Sự lo lắng của anh ta không phải không có nguyên nhân. Tin tức về thổ phỉ Trần Lan Đầu xuất hiện ở Ô Thạch Đông đã lan đi khắp thị trấn, mà Du Vũ Cường lại trốn trong một căn nhà tranh ở Ô Thạch Đông mới chết chứ.
Nhưng Trương Tiêu Băng phải nén sự lo lắng vào lòng, không thể nói với ai được. Dán hết bùa xong, Trương Tiêu Băng ra khỏi cửa hiệu. Anh ta ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh rồi thở dài não ruột. Hôm nay là ngày nắng đẹp, những đám tuyết tiếp tục tan chảy trong ngày nắng đẹp này. Nhưng tâm trạng của Trương Tiêu Băng không tươi sáng chút nào. Không những thế, lòng anh ta còn bị che phủ bởi một đám mây mù không tan. Trịnh Bá Thủy quăng một rẻ sườn đã róc rong lên bàn. Vừa ngẩng đầu lên, hắn đã bắt gặp khuôn mặt xanh xao của Trương Thiếu Bằng. Trương Thiếu Bằng cũng nhìn lại Trịnh Bá Thủy, ánh mắt gặp nhau. Mí mắt Trương Thiếu Bằng giật giật, trong mắt của Trịnh Bá Thủy có tả khí. Trịnh Bá Thủy cười nhạt chào hỏi. Ông thủ trưởng dậy sớm thế? Trương Thiếu Bằng đáp lại. Ông còn dậy sớm hơn thì phải. Trịnh Bá Thủy vừa tháp thịt vừa chào mời. Ông chủ Trương à, thịt lợn hôm nay rất ngon, có cần để lại một ít cho ông không vậy? Hi hi, thịt lợn của ông thì ngày nào mà chả ngon. Thịt lợn dịch vào tay ông thì cũng là thịt thẳng nhất đấy chứ. Trịnh Bá Thủy dừng công việc pha thịt lại. Hắn cắm chiếc dao róc xương vào bàn, sau đó lấy một góc chiếc tạp dề nhờn mỡ lau nước mũi. Hắn xị mặt phàn nàn. Ông chủ Trương không nên nói vậy. Tôi hỏi ông, tôi bán lợn dịch lúc nào? Tôi đối với ông thế nào? Lẽ nào ông không biết? Mỗi lần ông muốn mua thịt, tôi đều dành phần ngon nhất cho ông. Làm người không thể để lương tâm hướng ác. Trên có trời, dưới có đất. Nếu như tôi bán thịt lợn dịch thì sẽ bị đánh chết. Trương Thiếu Bằng vốn không định dây với Trịnh Bá Thủy, không ngờ bất cần nói ra mấy câu lỡ lời, lòng vô cùng hối hận. Bởi anh vốn là người không hay đốt chát với người khác. Biết mình đã chót nói những điều không nên nói, Trương Thiếu Bằng lập tức thay đổi nét mặt. Mã Thủy à, ông coi cái mồm thối của tôi là nơi phọt cứt đi, ông đừng để bụng nhé. Trịnh Mã Thủy vênh mặt đắc thắng. Nói thế đáng gì chứ, những người sống ở con phố này hận tôi nhiều lắm. Lẽ nào tôi lại không thể dùng con dao mổ lợn này xin cho một phát chứ? Hà ha, nếu thế thì ông chủ Trương chẳng phải lại phát tài hay sao? Bởi ông là người kiếm ăn bằng cái chết mà. Ha ha ha. Nghe xong câu nói của Trịnh Bá Thủy, Trương Thiếu Bằng cảm thấy khó chịu vô cùng, cứ như thể nuốt phải con chuột chết vậy. Trịnh Bá Thủy biết lời nói của mình đã phát huy tác dụng. Phút chốc hắn hớn hở ra mặt. Hắn tiếp tục bục dao phát thịt. Vừa phát thịt, hắn vừa ném về phía Trương Thiếu Bằng một câu. Ông chủ Trương à, ông có thể đoán ra người đầu tiên chết ở thị trấn Đường là ai không vậy? Trương Thiếu Bằng ngậm mực trước câu nói của Trịnh Bá Thủy. Một ý nghĩ đen tối thoáng qua khuôn mặt xanh xao của anh ta. Trên đường phố lúc này, mọi người thi nhau dọn dẹp buôn bán. Trương Thiếu Bằng đưa mắt quét lên đường một lượt. Anh ta có cảm giác có rất nhiều bóng người không nhìn thấy đang lượn qua lượn lại. Mí mắt của anh ta cụp xuống, rất khó mở ra để nhìn thế giới này. Anh ta không đáp lại câu nói của Trịnh Bá Thủy, quay người trở về cửa hiệu quan tài. Trong lòng anh ta bỗng vang lên câu nói ban nãy của Trịnh Bá Thủy. Năm nay người chết đầu tiên trong thị trấn Đường sẽ là ai đây? Mới sáng sớm, Tam Lệ Tử mặc quần rách tưới, đem một túi đồ to ra khỏi cửa hiệu truyền thần, đi xuyên qua đường cái về hướng Ngũ Công Lĩnh. Lúc đi qua hàng thịt lợn của Trịnh Bá Thủy, hắn đến liếc nhìn cũng chẳng thèm, cứ như thể Trịnh Bá Thủy không tồn tại vậy. Trịnh Bá Thủy ngạc nhiên nhìn Tam Lệ Tử đi qua, trong lòng nảy sinh rất nhiều điều bất ngờ. Tại sao Tam Lại Tử lại thay quần áo rách rưới? Sao không mặc áo dài tay nữa? Mới sáng sớm, vội vội vàng vàng đem một túi đồ to đi đâu vậy? Những thứ trong chiếc túi to kia là gì? Trịnh Bá Thủy chưa kịp gọi Tam Lại Tử hỏi cho rõ ràng thì bóng Tam Lại Tử đã biến mất cuối đường. Tam Lại Tử đi như bay, miệng lầm bầm không ngừng. Tao sẽ phá chúng mày, để chúng mày mãi mãi không thể xuất hiện ở cửa hiệu truyền thần nữa. Tối qua, Tam Lại Tử đã bị nỗi khiếp đảm dày vò tới mức sống đi chết lại. Trong đêm dài, hắn không thắp đèn, nằm trên chiếc giường trước đây Tống Chân từng nằm. Hắn hy vọng người đàn bà đó sẽ bay tới. Hắn muốn thương lượng với cô ta một việc quan trọng, nhưng người đàn bà đó lại không tới. Hắn không biết cô ta đang ở đâu, cô ta đang làm chuyện gì đáng sợ. Tam Lại Tử ngửi thấy mùi tanh. Mùi tanh đó rất giống với mùi tanh trên người Tống Chân. Hắn không hề ghét mùi tanh tỏa ra từ người Tống Chân. Mùi tanh xuất hiện ở những nơi Tống Chân đã từng sống đối với hắn mà nói
chẳng có chút gì là kỳ lạ cả. Theo tục lệ của thị trấn Đường thì sau khi một người chết đi, phải dỡ giường của người đó vứt xuống sông ngâm 49 ngày thì người khác mới có thể ngủ trên đó được. Còn những thứ chăn màn người chết đã dùng thì phải mang ra ngã ba đốt. Nhưng sau khi Tống Trần chết, mọi thứ anh đã dùng như giường, chăn chiếu, đồ đạc vẫn lưu lại trong cửa hiệu truyền thần, bởi không có ai quan tâm tới chúng. Giờ Tí vừa mới qua, Tam Lệ Tù nghe thấy dưới gầm giường vọng ra tiếng sột soạt. Ban đầu hắn cũng không để ý, cho rằng đó là tiếng chuột và các con côn trùng đuổi nhau. Đầu óc hắn lúc này chỉ nghĩ tới người đàn bà áo trắng kia. Một lát sau, Tam Lệ Tù cảm thấy có gì không ổn. Từ dưới gầm giường vọng lên tiếng thở dài. Tiếng thở dài không phải của một người mà là vô số người chen chúc. Tiếng động càng lúc càng lớn. Những người đang trốn dưới đó hình như đang tranh cãi gì đó, làm phát ra những tiếng rì rầm. Dưới gầm giường sao lại có người chứ? Tam Lệ Tù nín thở để phân biệt rõ âm thanh dưới giường. Địch thị có người ở dưới đó. Những người đó là ai? Tại sao lại trốn dưới gầm giường? Tam Lệ Tử không giải thích nổi. Hắn muốn bỏ dậy, thắp sáng đèn để xem rốt cuộc là gì. Nhưng toàn thân hắn không cử động được, cứ như thể bị vô số những cái đinh dài đóng vào nan giường vậy. Lúc này, Tam Lệ Tử cảm nhận được từng người bò ra từ gầm giường. Họ đứng trước giường hắn. Trong bóng tối, Tam Lệ Tử không thể nhìn rõ mặt họ. Tam Lệ Tử định há miệng, nhưng hắn phát hiện ra miệng mình cũng bất động. Hắn cố gắng hết sức để hỏi: các người là ai? Những người đang đứng trong bóng tối kia không nghe thấy tiếng của hắn. Thậm chí cả Tam Lệ Tử cũng không nghe thấy tiếng nói của mình. Hắn câm rồi, nói không ra tiếng nữa. Tam Lệ Tử lại gắng sức hỏi: rốt cuộc chúng mày là ai? Chúng mày muốn làm gì? Trả lời tao ngay. Đám người đó vẫn không nghe thấy tiếng Tam Lệ Tử. Bản thân hắn cũng không nghe thấy giọng của mình. Tâm trạng Tam Lệ Tử trở nên lo lắng, thất thường. Lúc này hắn giống như một xác chết nằm dài trên giường, không ai có thể nhìn thấy biểu cảm trên mặt hắn. Một giọng nói già nua khan khan vọng tới tai Tam Lệ Tử: Tam Lệ Tử, mày dựa vào đâu mà dọn tới sống ở đây hả? Mày tưởng mày mặc quần áo của tu sĩ Tống Trần thì mày có thể trở thành cậu ấy ư? Tam Lệ Tử đã nhận ra giọng nói này. Mặc dù lời nói ấy lạnh lùng và phiêu du, nhưng đây chẳng phải là giọng của ông họa sĩ Hồ Văn Tiến ư? Tại sao ông ta lại xuất hiện trong buổi tối này? Ông ta vốn đã chết lâu rồi kia mà. Tam Lệ Tử không làm sao trả lời được, cũng chẳng có cách nào để thoát khỏi sự trói buộc kia. Hắn chỉ còn biết mở to đôi mắt sợ hãi trong bóng tối. Đột nhiên có thứ gì đó rơi trên lông mày Tam Lệ Tử, khiến hắn cảm thấy ngứa ngáy. Lúc này giọng nói cả lắp lại vọng tới: Tam Lệ Tử, mày nhìn thấy chết mà không cứu. Đêm hôm đó, lúc thổ phì chân lan đầu và cử hiệu cắt tóc, mày đứng ở bên ngoài cửa, mày không đi báo cho đội bảo vệ để cứu tao, mà chạy mất tăm. Dù thế nào Tam Lệ Tử cũng không tưởng tượng nổi ông cắt tóc cà lắp đã chết mấy năm nay rồi xuất hiện trước mặt mình. Giọng nói của ông ta đầy áp sự oán hận. Tam Lệ Tử thầm nói: tôi cũng muốn cứu ông lắm, nhưng lúc đó tôi đã sợ tới mức đái đau quần. Tôi sợ đầu tôi bị mổ tan bởi phát súng Mose của Trần An Đầu. Tam Lệ Tử biết ông thợ cắt tóc cả lắp kia không nghe được tiếng lòng mình. Hắn có cảm giác ông ta đang cầm trên tay con dao cạo sắc bén, lưỡi dao cạo hướng về phía lông mày hắn. Tim Tam Lệ Tử thấp thỏm, một làn gió lạnh lẽo lướt qua lông mày hắn. Một lát sau, có người nào đó nhét những ngón tay gầy guộc chưa xương lạnh lẽo vào mồm Tam Lệ Tử. Tam Lệ Tử muốn nghiến chặt nó bằng răng cửa nhưng đã quá muộn. Ngón tay của người ấy cứng vô cùng, cứng như những que sắt thọc vào miệng Tam Lệ Tử, lại còn mài vào răng hắn nữa, phát ra những tiếng kêu ken két. Tam Lệ Tử nghe thấy giọng nói thê lương: Tam Lệ Tử, mày có còn nhớ mày đã cướp của tao một miếng thịt không? Lúc đó con trai tao vẫn chưa làm đồ tể, tao cũng chưa từng được ăn một bữa thịt lợn thỏa thuê. Ngày hôm đó, nhà hàng xóm mổ lợn, họ còn mang tới hai miếng thịt mỡ đã luộc chín cho tao. Tao phải ra ngoài đón hàng xóm, cố gắng kiềm chế không cho nước miếng chảy ra. Thế mà khi tao vừa đỡ chiếc bát đựng thịt mỡ kia, mày bỗng xuất hiện rồi chụp lấy một miếng thịt, bất chấp tất cả nhét vào mồm. Sau đó mày chạy bán sống bán chết,
Tao đuổi theo mày 5 dặm nhưng vẫn không đuổi kịp. Tao muốn móc miếng thịt mày ăn ra để mày không thể nuốt trôi được. Khôn hồn thì nôn ra cho tao. Đây chẳng phải là tiếng của bố đẻ đồ tể Trịnh Bá Thủy, Trịnh Thu Lâm đấy sao? Tam đại tử thở hổn hển, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Trời vừa tàn sáng, những hồn ma vụt tan biến, sự tĩnh lặng vốn có lại trở về trên căn gác xếp trong cửa hiệu truyền thần. Toàn thân tam đại tử lại có thể cử động, hắn giãy giụa vài cái rồi trèo xuống giường. Dưới ánh sáng leo lét của ngọn đèn dầu, hắn cúi xuống gầm giường xem xét. Hàng loạt những bức tranh truyền thần của những người đã chết đập vào mắt hắn. Tam lại tử kéo những bức tranh này ra khỏi gầm giường. Trong lòng hắn bỗng nhen nhóm một ý nghĩ độc ác. Trên sườn núi Ngũ Công Lĩnh, những đống tuyết loang lổ chưa bị tan chảy hết vương đầy những nơi ánh mặt trời không chiếu tới được. Lúc này mặt trời ló ra từ phía đông, những ngọn cây cỏ trên sườn núi Ngũ Công Lĩnh vẫn còn vương đầy hơi nước trắng. Một con quạ đen đậu trên ngôi mộ cách chỗ tam lại tử đang đứng không xa. Chốc chốc con quạ lại kêu lên những tiếng kêu thảm thiết. Tam lại tử đút những bức truyền thần trong bọc ra, rồi móc đá đánh lửa trong túi. Hắn đốt từng bức truyền thần. Những bức truyền thần nhanh chóng bị cháy trụi. Trong ngọn lửa bốc cao dường như có những linh hồn bất diệt đang nhảy múa. Tam lại tử đốt vừa không ngừng lẩm bẩm gì đó trong miệng. Ngọn lửa trong mắt hắn hừng hực cháy. Đốt xong những bức truyền thần đó, tam lệ tử phủi tay đứng dậy. Hắn chút tiếng thở dài đè nén đã lâu trong lòng. Cho qua những bức truyền thần bay trong gió sớm rồi rơi xuống khắp nơi trên những nấm mộ. Con quạ đã bay đi từ lúc nào không biết nữa. Những nấm mộ toát ra sát khí và vẻ lạnh lẽo chết người. Phiên chợ lần này náo nhiệt vô cùng, đường phố đông nghịt người. Trước mỗi một quầy hàng lại có rất nhiều người đang vây lấy xem. Họ tranh giành mua bán những đồ nhu yếu phẩm. Gió tuyết vẫn tan chảy nên trên đường phố xuất hiện một lớp bùn bẩn thỉu. Gấu quần và gót giày của mọi người dính đầy bùn. Thế nhưng điều này dường như không ảnh hưởng chút nào tới tâm trạng vui mừng đang dâng cao trong những ngày Tết của họ. Những ngày này Chư Cốc tỏ ra bận rộn hơn. Hắn đeo băng đạn dài, còn đem theo mấy đội viên bảo vệ vác súng trường len lỏi trên đường phố. Đôi mắt nhỏ đầy cảnh giác quét đi quét lại trên mặt những người tham gia phiên chợ. Nếu phát hiện có người nào khả nghi, Chư Cốc liền trói ngay lại rồi giải tới ủy ban thị trấn. Du Trường Tùy đã dặn dò hắn rằng phải đặc biệt chú ý tới những người phụ nữ có mắt đỏ và thổ phỉ trần lan đầu. Đây là thời điểm bọn chúng dễ thâm nhập vào thị trấn đường nhất, lại không dễ bị người khác phát giác. Du Trường Tùy trốn trong ủy ban thị trấn, chẳng dám đi đâu, còn ra lệnh tăng cường phòng bị nơi ủy ban. Chư Cốc dẫn hai đội viên đội bảo vệ tới trước cửa hiệu truyền thần, kinh ngạc nhìn thấy cửa lớn mở toang hoang, còn Tam Lại Tử mặc chiếc áo dài tay màu xám đang ngồi nhìn lơ láo ra ngoài đường. Hắn nhìn dòng người đông nghịt xô đẩy chen lên chen xuống trên đường phố. Chư Cốc bước vào cửa hiệu, Tam Lại Tử biết nhưng không thèm nhìn. Chư Cốc phát hiện bức truyền thần của ông họa sĩ già Hồ Văn Tiến không còn ở chỗ cũ nữa, thay vào đó là bức truyền thần màu Tống Trần vẽ cho Tam Lại Tử. Cửa hiệu truyền thần được quét dọn sạch sẽ, không còn tí bụi bặm nào. Điều khiến Chư Cốc không tài nào hiểu nổi là Tam Lại Tử vốn là người lôi thôi, cầu thả. Tại sao hắn lại có thể dọn dẹp cửa hiệu truyền thần sạch sẽ tới mức này? Chư Cốc còn không biết Tam Lại Tử còn dọn dẹp nhà cửa cho bà Hồ vô cùng gọn gàng, sạch sẽ. Chư Cốc thầm nghĩ Tam Lại Tử đã biến thành một người khác. Tam Lại Tử không hề để ý tới Chư Cốc, nhưng Chư Cốc vẫn vui. Hắn cười rồi quay ra hỏi Tam Lại Tử. Tam Lại Tử à, thôi thì mày cứ tạm thời sống ở cửa hiệu truyền thần đi. Chủ tịch Du đã nói rồi, chờ đến cuối năm sẽ bố trí người tới phố huyện tìm họa sĩ mới. Lúc đó mày phải dọn đi đấy. Tam Lại Tử vẫn nhẩn nhơ như không. Chư Cốc ở đó một lát rồi bỏ đi. Lúc đi ra tới cửa, hắn liền nghe thấy tiếng đáp lại. Tôi chính là họa sĩ. Chư Cốc quay đầu lại lườm Tam Lại Tử một cái. Làm thế nào hắn cũng không thể tin nổi lời nói này lại phát ra từ miệng Tam Lại Tử. Nhưng trong cửa hiệu chỉ có một mình Tam Lại Tử. Tiếng cửa đập đầm đầm bên nhà đối diện cửa hiệu truyền thần. Trên đường phố đông đúc hỗn tạp, Chư Cốc loáng thoáng nghe thấy tiếng kêu gào thê thảm của Hồ Nhị Tẩu. Chư Cốc biết rõ rằng Tam Lại Tử khóa mụ điên họ Hồ trong nhà. Tất cả mọi người dân trong thị trấn đường đều biết việc này.
nhưng vì thân phận đặc biệt của Tam đại tử và mụ hồ nên cũng chẳng có ai thèm quan tâm để ý. Khi Trư Cốc dẫn đội bảo vệ tới trước cửa miếu thổ địa, hắn phát hiện có rất nhiều người đang đứng quây thành vòng tròn trên khoảng đất trống đó. Trư Cốc chen vào xem, hắn nhìn thấy một ông già mù đang ngồi trên ghế gỗ kéo đàn nhị. Đứng trước mặt ông là một cô gái trẻ với hai bím tóc đen bện dày. Cô gái trẻ đó mặc chiếc áo bông vá lỗ chỗ, khuôn mặt tròn đỏ ửng, đôi mắt đen lanh lợi gợn sóng như nước mùa thu. Cô gái trẻ đó môi đỏ răng trắng, cô đang hát bài Thập Bát Mô, một bài hát quen thuộc và được yêu thích của rất nhiều người theo tiếng đàn của ông già. Trống đánh dồn dập, chậm khua chiêng, dừng chiêng, ngừng trống nghe ca hát. Các vị lắm điều cũng hát ca, nghe em hát bài Thập Bát Mô, giơ tay sờ vào chiếc cằm xinh xinh, chiếc cằm thon thon trước bờ ngực, giơ tay sờ vào vành tai nhỏ kề sát bên nhau cùng đánh đu, giơ tay sờ vào bờ vai em, bờ vai mềm mại vẫn như xưa, giơ tay sờ vào cánh tay em, cánh tay e ấp ôm lấy vai. Trư Cốc dán mắt vào cô gái trẻ xinh tươi có khuôn mặt như hoa đào kia, hắn ngây người há miệng ra nhìn, một giọt dãi chảy ra từ khóe miệng. Một đội viên đội bảo vệ đứng bên cạnh Trư Cốc phát hiện thấy bộ dạng của hắn lúc bấy giờ liền che miệng cười trộm, lại còn khẽ khàng báo cho đội viên còn lại nhìn thấy bộ dạng xấu xí của hắn nữa. Lúc này Trư Cốc đã quên mất mình là ai, quên mất mình tới đây làm gì. Cô gái trẻ trung xinh đẹp như bông hoa đào hé nở này chính là hình bóng đêm mong ngày ngóng trong mơ của hắn. Trong đầu hắn phút chốc nảy sinh sự tưởng tượng bay bổng kỳ diệu. Khi cô gái trẻ vẫn đang thảo hồn vào trong từng câu hát thì bỗng dưng tiếng đàn nhị của ông già mù đứt đoạn. Mọi người nhìn thấy ông ta tự nhiên liêu xiêu rồi đổ vật ra đất. Toàn thân ông già mù co quắp, răng nghiến chặt, miệng sùi bọt mép. Cô gái trẻ vừa quay đầu lại đã nhìn thấy tình hình hiện tại của ông ta liền hét lên: "Bố, bố sao vậy?" Mọi người thấy tình hình như vậy liền nhanh chóng tản đi. Chỉ có Trư Cốc và hai đội viên đội bảo vệ vẫn chưa bỏ đi. Trư Cốc tỉnh lại từ sự si mê, dùng ống tay chùi vết dãi trên miệng, sau đó hắn ta lệnh cho hai đội viên bảo vệ: "Nhanh lên, cứu người quan trọng." Hai tên bảo vệ vội vàng tới khiêng ông lão mổ lên. Một tên hỏi lại Trư Cốc: "Đội trưởng à, khiêng tới đâu bây giờ?" Trư Cốc không do dự đáp lại: "Đầu tiên cứ khiêng về nhà tao đi." Sau đó hắn dặn dò một tên bảo vệ khác: "Mày nhanh chóng đi tới hiệu thuốc nhà họ Trịnh, rồi gọi Trịnh Vũ Sơn tới nhà tao ngay, mau lên." Trên đường đi, Trư Cốc an ủi cô gái trẻ: "Cô gái à, cô không phải lo lắng gì đâu, chúng tôi nhất định sẽ cứu sống bố cô." Cô gái trẻ lúc này khác hoàn toàn với cô gái vừa hát ban nãy, nước mắt tuôn rơi như mưa, trông dáng vẻ rất thê thảm. Trư Cốc nhìn thấy vậy, trong lòng như bị châm kim, cứ đau âm ỉ. Một người đội nón nhìn theo dáng vẻ vội vã rời đi của họ, trông như đang suy tính việc gì. Chờ tới lúc Trư Cốc ý thức được điều gì đó, quay đầu lại nhìn quanh thì người đã biến mất trong dòng người đông nghìn nghịt. Đối diện ngõ Thị Nhiễu là ngõ Đôi Mễ. Căn nhà cũ kỹ nằm sâu trong ngõ này chính là nhà của Trư Cốc. Mẹ của Trư Cốc chết sớm, anh trai tách ra ở riêng bên ngoài. Trong nhà chỉ còn lại một mình ông bố Vương Bình Ích. Ông Vương Bình Ích là anh em với ông Phú Hộ Vương Bình Thuận, có máu mặt trong thị trấn. Sở dĩ Trư Cốc có thể vào được đội bảo vệ cũng chính là nhờ ông Vương Bình Thuận giúp sức. Mặc dù Trư Cốc đã đeo lên chức đội trưởng đội bảo vệ, nhưng bố đẻ của hắn, ông Vương Bình Ích vẫn coi thường hắn. Ông luôn mong mỏi Trư Cốc có thể giống như anh ruột của ông, Vương Văn Thanh, kiếm tiền dựa vào tài nghệ thợ mộc rồi lấy vợ sinh con. Trư Cốc đưa ông già mù hát đong về nhà thì gặp phải sự phản đối kịch liệt của ông Vương Bình Ích. Vừa vào cửa, ông Vương Bình Ích đã chống gậy đứng giữa phòng khách giận dữ trợn mắt nhìn. Trư Cốc bảo bọn tay sai đưa ông già mù vào nằm trên chiếc ghế tre. Bố hắn liền đi tới chỉ gậy vào hắn mắng: "Mày đúng là đồ chẳng ra sao cả, mày mang ai về nhà thì nhanh chóng đưa đi ngay cho tao." Trư Cốc gạt gậy ra cười cười: "Bố à, chẳng phải khi con còn nhỏ bố từng dạy con phải biết cảm thông. Ông cụ này bị ngất xỉu, con bảo mấy anh em khiêng về đây, cứu người là quan trọng mà." Ông Vương Bình Ích lớn tiếng: "Tao dạy mày nhiều đạo lý làm người như vậy mà mày chỉ nhớ được chừng ấy thôi à? Mà cái thằng chó này, tao không quản nhiều như vậy.
Mày mau đưa người này đi. Tao vốn dĩ đã quen với không gian tĩnh lặng, ta không muốn có người không dây dễ mã gì làm phiền trong nhà. Cô gái trẻ đứng cạnh bên đang nghẹn ngào khóc liền quỳ xuống trước mặt ông Vương Bình Ích. Cô gái nghẹn ngào: Ông à, xin ông làm phúc cứu bố cháu đi ông. Hai bố con cháu đã hai ngày nay chưa có gì vào bụng, bố cháu ngất là do đói quá thôi ạ. Ông Vương Bình Ích thở dài, tức tối đi vào phòng mình, đóng chặt cửa lại. Chị Cốc đỡ cô gái đứng dậy, khẽ nói: Cô gái, cô không phải làm vậy đâu. Bố tôi vốn là người tốt, chỉ có cái tính khí nóng này. Chúng tôi nhất định sẽ cứu bố cô, yên tâm đi. Chỉ cần chị Cốc này còn thì quyết định không dương mắt đứng nhìn hai bố con cô gặp nạn. Mắt cô gái trẻ ánh lên vẻ cảm kích bội phần. Anh à, đại ân đại đức của anh em khắc ghi trong lòng, em nhất định sẽ báo đáp. Lúc này một đội viên đội bảo vệ đã đưa ông lang Trình Vũ Sơn tới. Chư Cốc vội vàng kéo ông lang Trình Vũ Sơn tới trước ông già mù rồi nói: Vũ Sơn à, cậu khám giúp cho ông cụ này xem rốt cuộc ông cụ mắc bệnh gì. Trình Vũ Sơn liền bắt mạch cho ông già mù. Trong lúc đó sắc mặt Trịnh Vũ Sơn dần dần thay đổi, ánh mắt u ám. Chư Cốc sốt sắng: Vũ Sơn à, không nặng lắm đúng không? Sau khi Trịnh Vũ Sơn bắt mạch cho ông già mổ xong, anh ta đặt ngón tay dưới mũi ông già, vừa mới đặt ngón tay vào liền rụt lại ngay như bị bỏng vậy. Trịnh Vũ Sơn kinh hãi đưa Chư Cốc ra một góc khác hỏi: Đội trưởng Chư Cốc, ông cụ này làm nghề gì vậy? Chư Cốc liền kể sơ qua đầu đuôi câu chuyện cho Trịnh Vũ Sơn nghe. Trịnh Vũ Sơn nói: Hóa ra là như vậy. Đội trưởng Chư Cốc à, tôi thấy người này lạ lắm. Lúc bắt mạch cho ông ta, tôi không thấy mạch tượng đâu cả, cứ như người chết vậy. Hơi ông ấy thở ra lại lạnh vô cùng. Khuôn mặt Chư Cốc lộ vẻ hoài nghi. Vậy... Trịnh Vũ Sơn nói tiếp: Tôi chưa từng khám qua một bệnh nhân nào như thế này cả. Có điều thôi thì chỉ đành chữa trị kiểu được đến đâu hay đến đó thôi. Đội trưởng bảo thuộc hạ tới hiệu thuốc của tôi lấy mấy thang thuốc cho ông ta uống thử xem có tác dụng gì không. Chư Cốc buông xuôi: Thôi thì cũng đành vậy thôi. Trình Vũ Cường đi rồi. Trình Vũ Sơn đi rồi, cô gái trẻ sụt sùi nói với Chư Cốc: Anh à, bố em chỉ đói thôi, chỉ cần cho ông ấy ăn một chút, ông ấy sẽ khỏe ngay. Nghe lời cô gái, Chư Cốc liền đi vào bếp. Hắn thấy còn chút cháo loãng, liền đốt lò hâm nóng cháo lên, sau đó bưng ra bảo cô gái đút cho ông già ăn. Quả nhiên cô gái nói đúng, ông già ăn xong bát cháo liền tỉnh lại. Chư Cốc dọn dẹp nhà cửa để họ ở lại. Sau khi sắp xếp ổn thỏa, hắn liền dẫn mấy đội viên đội bảo vệ đi. Cô gái trẻ đó có cái tên thật hay, Phùng Như Nguyệt, còn người ta gọi bố của cô là ông Mù Phùng. Vừa nằm xuống giường đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Trương Thiếu Bằng hớn hở nói với vợ: Du thì muội, là Vũ Cường đấy, em dậy hâm rượu rồi làm chút đồ nhắm, anh ra mở cửa. Trương Thiếu Bằng mặc quần áo rồi đi ra. Trương Thiếu Bằng vừa mở cửa thì một bóng đèn nhanh chóng lách vào trong, quả nhiên là Du Vũ Cường. Trương Thiếu Bằng mừng rỡ đóng cửa lại rồi tiêu tít hỏi han: Vũ Cường à, mấy ngày nay anh làm gì thế, tôi lo quá. Du Vũ Cường vuốt mặt một cái rồi nói: Tối nay lạnh thật đấy. Trương Thiếu Bằng nhận thấy đầu mũi Du Vũ Cường đỏ lên, liền vội vàng kéo hắn vào phòng khách. Sau khi Du Vũ Cường ngồi xuống, anh ta liền lấy một chậu than đặt trước chân hắn. Trương Thiếu Bằng nói: Anh sưởi ấm chút đi, chờ thủy muội hâm rượu xong uống chút sẽ ấm lên thôi. Du Vũ Cường gật đầu hỏi: Thiếu Bằng à, hai ngày nay có ai tới hỏi chuyện về tôi không vậy? Không có. Không thì tốt, sáng hôm tôi đi ra hình như có người bám theo. Có phải anh căng thẳng nên mới bị ảo giác không? Đúng là tôi có hơi căng thẳng thật, nhưng đích xác có người bám theo mà. Có điều tôi không biết người đó là ai. Lúc này Trương Thiếu Bằng cũng bắt đầu căng thẳng. Vậy anh nên cẩn thận một chút. Du Vũ Cường hiểu được chút thay đổi trong lòng Trương Thiếu Bằng, liền cười phân bua: Thiếu Bằng à, cậu yên tâm đi, tôi một mình làm thì một mình chịu thôi. Nếu như bị họ bắt được tôi thì cũng không liên quan tới cậu, cậu không cần phải lo sợ đâu. Một lát sau, Du Thị Muội bưng rượu cùng đồ nhắm ra. Du Thị Muội cười nói với Du Vũ Cường:
Vũ Cường à, anh và nhà em cứ từ từ mà nhắm, em đi ngủ trước vì mai còn phải dậy sớm. Dù Vũ Cường đáp lại, Thủy Muội à, cô đi đi, không cần phải lo chỗ này nữa đâu. Sau khi Du Thủy Muội vào phòng ngủ, Du Vũ Cường thở dài. Thủy Muội đúng là người phụ nữ tốt, lấy được cô ấy là phúc phận của cậu đấy. Nếu Văn Tú không chết, tôi nhất định sẽ đưa cô ấy cao chạy xa bay. Cô ấy cũng là người phụ nữ tốt. Trương Thiếu Bằng cầm bình rượu lên, rót một bát đầy cho Du Vũ Cường rồi nói. Chuyện đã qua đừng nên nhắc lại làm gì. Con người kiểu gì cũng phải hướng về phía trước, chờ cho sự việc lui vào dĩ vãng, anh có thể quang minh chính đại trở về thị trấn Đường. Thằng em đây sẽ bỏ tiền cưới một cô vợ cho anh để anh được sống vui vẻ. Du Vũ Cường bưng bát rượu lên uống một ngụm to. Trương Thiếu Bằng nói tiếp. Vũ Cường à, thế hai ngày nay anh đã làm những gì vậy? Tôi đã gặp phải một chuyện rất kỳ lạ. Chuyện kỳ lạ gì vậy? Du Vũ Cường đem chuyện hôm đó hắn như bị ma duy quỷ khiến đi vào khu rừng đậm kia kể cho Trương Thiếu Bằng. Trương Thiếu Bằng nghe xong ngỡ ngàng vô cùng. Điều khiến Trương Thiếu Bằng ngỡ ngàng hơn nữa sau khi nghe xong câu chuyện của Du Vũ Cường chính là tại sao người đàn bà áo trắng kia lại đột nhiên biến mất. Hơn nữa, tại sao cô ta có thể biến cái nón và đòn gánh thành phượng hoàng và rồng xanh chứ? Du Vũ Cường lòng mang đầy băn khoăn, liền bắt đầu tìm kiếm trong rừng rậm. Khu rừng nhanh chóng rơi vào bóng tối, màn đêm sao lại buông xuống nhanh như vậy chứ? Nhanh như chỉ một cái vẫy tay vậy. Hắn thậm chí còn cho rằng lúc đó vẫn còn là buổi chiều. Hắn kinh ngạc bội phần, sao trời nói tối là tối ngay thế? Cứ như thể có một bàn tay to lớn che lấp hết ánh nắng chói chang ở bầu trời phía trên khu rừng vậy. Thậm chí trên cả đống tuyết dường như cũng bị nhuộm màu đen đặc, không nhìn thấy chút màu trắng nào cả. Rất nhiều truyền thuyết rùng rợn sau khi trời tối về khu rừng rậm này tự dưng xuất hiện trong đầu Du Vũ Cường. Nếu bạn một mình đi vào khu rừng rậm này, chắc chắn sẽ bị lạc đường, hoặc sẽ có hồn ma dẫn bạn tới một nơi. Nơi đó là một động đen gì, nơi tụ hội của các hồn ma trong rừng rậm. Những hồn ma đó dẫn người lạc đường tới đây để biến người đó thành ma, gia nhập hội cuồng điên của chúng. Người đã từng bò ra từ đống xác chết như Du Vũ Cường không sợ mấy thứ ma quỷ này. Hắn chỉ bị lạc đường trong bóng tối, không có ánh sáng dẫn ra khỏi khu rừng rậm này. Bóng tối giống như nước chiều đổ ập lên hắn, khiến hắn không thở được. Du Vũ Cường chưa từng nghĩ tới việc mình sẽ gặp phải điều gì bất trắc trong bóng tối. Hắn muốn tin rằng mình là người có khả năng chiến thắng nguy hiểm. Cho dù hắn cho rằng bóng tối hoàn toàn không đại diện cho sự nguy hiểm, mãi tới khi nghe thấy tiếng tim đập của ai đó hay của con vật nào đó, hắn mới rút con dao nhọn đã dì ở thắt lưng ra. Đây là con dao nhọn đã từng giết người. Hắn không chỉ một lần dùng con dao nhọn này đâm vào tim kẻ thù, những tên từng bị hắn giết có thể lại hồi phục lại nhịp tim trong đêm đen này. Hồn ma của những tên giặc đã từng bị hắn giết không thể trú ngụ trên con dao này được. Thậm chí trên cả máu của bọn chúng cũng đã bị thời gian rửa sạch bóng đổi. Dù Vũ Cường đúng là đã nghe thấy tiếng tim đập, hắn nắm chặt chuôi đao. Chẳng có chút gió nào trong rừng, hắn không nghe thấy tiếng bước chân. Nếu như có ai đó hoặc con thú nào đang áp sát, cho dù là tiếng bước chân nhỏ thế nào thì hắn vẫn có thể nghe thấy, vì hắn đã từng dùng tai phân biệt viên đạn bay từ đâu tới. Tiếng tim đập càng lúc càng rõ, cứ như thể tim của ai đó đang áp sát vào tai hắn vậy. Lúc này trong lòng Du Vũ Cường dấy lên sự kinh hoàng trước giờ chưa từng có. Trong nỗi kinh hoàng tột độ, hắn nghe thấy hai tiếng cười nhạt của đàn bà, tiếng cười lẫn với cái lạnh thấu xương ập tới ngay sau hắn. Du Vũ Cường gầm to lên một tiếng. Ai? Hắn vung dao về phía sau, không có ai đáp lại hắn cả. Bỗng hắn nghe thấy giọng nói lạnh lùng. Mày trúng rồi. Tiếp sau đó, Du Vũ Cường chỉ nghe thấy một tiếng ong ong rồi ngã vật xuống tuyết. Hắn cựa mình mở to mắt, nhìn thấy ánh lửa, toàn thân hắn nóng tới mức vã mồ hôi. Đây là đâu? Lẽ nào mình đang từ mùa đông tới được mùa hè? Hắn ngồi bật dậy. Hắn cảm nhận đó rệt rằng mình đang ngồi bên đống lửa. Những cành cây thông lớn đang cháy rực, phát ra những tiếng nổ lẹt đẹt. Hắn cởi chiếc áo bông quân dụng, quần áo ở trong đều đã ướt nhẹm, nhiệt độ nơi đây rất cao. Thế còn con dao nhọn? Hắn đảo mắt tìm kiếm, cuối cùng cũng phát hiện con dao nhọn đang nằm cách chỗ hắn mấy bước. Hắn đứng dậy nhìn xung quanh, nhận ra đây là một hang núi. Dù Vũ Cường không giải thích được rằng
mình đã tới hang núi này bằng cách nào. Còn nữa, đống lửa trước mặt là do ai đốt? Trong hang núi này chẳng lẽ còn có một người khác nữa? Người này là ai? Lẽ nào là thổ phỉ Trần Lan Đầu, người có biệt danh xuất khẩu nhập thần? Lẽ nào đây là nơi ẩn náu của thổ phỉ Trần Lan Đầu? Hắn nhìn thấy trong hang núi này còn có một số đồ dùng sinh hoạt như giường, bàn ghế, còn có cả bếp và nồi nữa. Nghiễm nhiên đây là một ngôi nhà. Đúng lúc hắn đang nghĩ vẩn vơ thì nghe thấy tiếng cười khúc khích của một người đàn bà. Dù Vũ Cường quay đầu lại, thấy một người đàn bà áo trắng bịt mặt đang nhảy múa ở đó. Dù Vũ Cường lỗ mãng hỏi to: "Cô là ai?" Người đàn bà không thèm để ý, tiếp tục nhảy múa. Sau đó, Dù Vũ Cường nghe thấy tiếng sột soạt vọng ra từ bốn phía hàng núi. Rắn xuất hiện trước mặt Dù Vũ Cường. Một con, hai con, ba con, những con rắn với thân mình phát sáng màu xanh trên bò khắp nơi. Chúng vây quanh và nhảy múa với người đàn bà áo trắng kia. Dù Vũ Cường hồ nghi mình đang sống trong cõi mơ, nhưng sao mọi thứ lại chân thật tới vậy? Toàn thân Dù Vũ Cường lại vã mồ hôi, lần này là mồ hôi lạnh, tim hắn như bị ngâm trong nước lạnh. Trừng Thiếu Bằng nghe chuyện của Dù Vũ Cường lạnh hết cả người. Hắn hỏi: "Thế làm sao mà anh rời khỏi chỗ đó được?" Dù Vũ Cường nhấp một ngụm rượu: "Tôi cũng chẳng biết nữa. Tôi nhìn thấy người đàn bà kia và những con rắn nhảy múa liền ngủ lịm đi. Dường như tôi lại mơ. Trong giấc mơ, một con rắn xanh dẫn đường cho tôi, dẫn tôi đi xuyên qua bóng tối. Lúc tỉnh lại, tôi phát hiện mình nằm trong ngôi nhà tranh ở ô Thạch Đông. Con dao nhọn vẫn ở ngang lưng. Tôi đi ra khỏi nhà tranh, nhìn thấy ánh mặt trời. Tôi hoảng hốt nhớ tới lời người đàn bà áo trắng kia nói với mình: nếu anh còn muốn quay lại, hãy tới cây thông bên ngoài khu rừng rậm. Ở đó có một hòn đá màu trắng. Anh chỉ cần nhặt hòn đá lên, gõ ba cái vào cây thông thì một con rắn xanh sẽ xuất hiện trước mặt, dẫn đường cho anh." Trương Tiêu Băng hốt hoảng hỏi lại: "Lẽ nào lại là hồn ma của Lăng Sư Bát?" Đúng lúc họ đang uống rượu nói chuyện, bên ngoài nhà Trương Tiêu Băng có một đôi mắt dán vào khe hở trên cửa nhìn trộm vào bên trong. Khoảng giờ tí sau khi đã dặn dò xong xuôi về công việc canh giữ ủy ban thị trấn cho nhân viên bảo vệ, Chư Cốc không tới quán Tiêu Dao mà lặng lẽ chuồn về nhà. Hắn nhớ Phùng Như Nguyệt. Lúc Chư Cốc vai đang đeo súng mò re bước vào ngõ Đôi Mễ, gió lạnh thổi liên tục, trong tiếng gió gào thét dường như có tiếng người đang khóc. Chư Cốc cảm thấy có điều gì không ổn, nhưng lòng vẫn rất nhớ Phùng Như Nguyệt nên cũng chẳng nghĩ được nhiều chuyện như vậy. Hắn vội vàng bước vào cửa nhà mình. Chư Cốc vừa mới đóng cửa thì đã nghe thấy tiếng khóc thút thít trong gian phòng phía tây. Tiếng đèn dầu để trên bàn thờ trong phòng khách vẫn đang cháy. Ngọn đèn dầu này sẽ cháy tới ngoài rằm tháng giêng mới tắt. Đây là ngọn lửa đón giao thừa. Đó là tiếng khóc của con gái. Bố con ông Phùng sống ở gian phòng phía tây, chắc chắn là Phùng Như Nguyệt đang khóc. Lẽ nào tiếng khóc của Phùng Như Nguyệt lại quyện trong gió thổi ở ngõ Đôi Mễ? Tại sao cô lại khóc? Chư Cốc rón rén đi về phía gian phòng phía tây. Hắn ghé sát tai vào cửa. Lúc này tiếng khóc đã biến mất, cả gian phòng im ắng lạ thường. Chư Cốc nghĩ thầm, có thể Phùng Như Nguyệt biết mình đã về nên không khóc nữa chăng. Chư Cốc gõ cửa khẽ gọi: "Như Nguyệt, cô ngủ chưa vậy?" Không có tiếng đáp lại. Chư Cốc lại gõ cửa khẽ hỏi tiếp: "Như Nguyệt, cô ngủ chưa vậy?" Vẫn không có ai đáp lại. Chư Cốc thở dài, hắn biết Phùng Như Nguyệt vẫn chưa ngủ. Rốt cuộc giữa hắn và cô vẫn không quen cho lắm, nên cô không mở cửa cho hắn vào lúc nửa đêm canh ba như thế này, mặc dù trong phòng vẫn còn ông mù Phùng. Chư Cốc cảm thấy hụt hẫng khó tả, lòng xót xa. Đúng lúc hắn tiêu nghỉu chuẩn bị đi về phòng mình thì bị bàn tay ai đó đập vào vai. "Tối thế này rồi, bố vẫn chưa ngủ à? Bố muốn làm gì vậy? Bố có biết làm vậy dễ dẫn tới chết người lắm không?" Vương Bình Ích cười nhạt: "Nếu dọa chết được mày thì mới hay, đúng là đồ bỏ đi. Mày đừng tưởng rằng bộ dạng lúc này của mày là oai lắm nhé. Tao nói cho mày nghe, không ai trong thị trấn đường này coi trọng cái đồ tay sai như mày đâu. Mày để cho hai bố con nhà kia sống ở nhà tao với ý đồ gì? Chẳng qua là mày ưng con bé kia đúng không? Hê, những ngày tháng khổ cực của mày còn đang ở phía sau.
Tao bây giờ đã già rồi, cũng không thể quản được mày nữa. Mày liệu mà sống cho tốt. Chư Cốc bị bố mắng cho tức tới mức mặt hết đỏ lại tái. Ông Vương Bình Ích nói xong liền chống gậy đi vào phòng. Chư Cốc thở dài quay về phòng. Hắn trằn trọc trên giường, không sao ngủ được. Khuôn mặt của Phùng Như Nguyệt thoát ẩn thoát hiện trước mắt. Tâm trạng hắn khó chịu như bị mèo cào vậy. Phần hạ bộ như có một ngọn lửa đang bùng cháy. Chính lúc Chư Cốc nhớ nhung Phùng Như Nguyệt tới nỗi ra giết, côn cao đột gan, thì trong một căn phòng ở quán Tiêu Dao, Xuân Hương lại đang trốn trong chăn lặng lẽ rơi lệ. Trong tiết xuân này, cô hầu như không có niềm vui, chủ yếu là nỗi đau khổ nhớ những người thân. Cô không ngờ rằng chính trong đêm nay, mọi sự tổn thương như một tai nạn đáng sợ sẽ giáng xuống người cô. Ban đầu, cô chờ đợi Chư Cốc tới, cô không biết người đàn ông tên Chư Cốc kia đang làm gì, tại sao đã lâu như vậy không tới. Sự chờ đợi của Xuân Hương biến thành sự lo lắng, cảm giác cô độc như một thứ bệnh khiến cô cảm thấy mình thật thê thảm, không nơi nương tựa. Khi Chư Cốc ở bên, hoặc khi đến, hắn chỉ vùi đầu vào ngủ mà chẳng hề động chạm hay nói với cô câu nào, nhưng vẫn tạo cho cô cảm giác bình yên về mặt tinh thần. Cô đã quen với tiếng ngáy của Chư Cốc. Xuân Hương trốn trong chăn khóc thầm. Ánh đèn dầu trong phòng phập phù, lúc sáng lúc tối. Lúc này cửa phòng bị ai đó đẩy nhẹ, Xuân Hương không hề biết. Một gã đàn ông thần bí đội nón bước vào phòng Xuân Hương. Người đó chốt cửa khẽ tới mức không phát ra tiếng động gì, sau đó rén rén đi về phía đầu giường. Gã đàn ông thần bí đứng ở trước giường trầm ngâm. Xuân Hương bỗng cảm thấy điều gì đó, cô thò đầu ra khỏi chăn. Cô phát hiện thấy gã đàn ông thần bí đang đứng trước giường. Người đó đứng xoay lưng về phía đèn, chiếc nón kéo sụp xuống thấp che hết nửa khuôn mặt. Cô chỉ nhìn thấy mỗi chiếc cằm đầy râu của người đó. Cô túm chặt lấy chăn rồi hốt hoảng hỏi: "Ông là ai?" Gã đàn ông thần bí cười nhạt đáp lại: "Tao nói ra chỉ sợ mày sợ chết khiếp thôi." Ông định làm gì?" "Tao nghe nói trong quán Tiêu Dao ở thị trấn Đường mới xuất hiện một mỹ nhân. Hôm nay vừa đúng lúc thuận đường đi qua đây nên tao tới để kiểm chứng lời đồn có chuẩn xác không." "He he. Quả nhiên là một tiểu mỹ nhân, đáng tiếc là đã bị thằng chó kia rơi trước rồi." Từng lời nói của gã đàn ông thần bí kia đều toát ra sát khí lạnh lùng. Xuân Hương nước mắt lưng tròng van xin: "Xin ông tha cho tôi." Gã đàn ông thần bí kia bỏ nón ra vứt lên bàn. Xuân Hương vừa nhìn thấy vết sẹo dài xiên xiên trên trán liền kinh hãi hét lên một tiếng, kéo chăn che mặt lại. Gã đàn ông thần bí kia lấy ra hai chiếc súng mò re từ bên hông đặt trên bàn, sau đó bắt đầu cởi quần áo. Gã đàn ông thần bí kia ung dung cởi quần áo, cứ như thể hắn đang ở chính nhà của mình vậy. Hắn đặt từng chiếc quần, từng chiếc áo vừa cởi ra lên bàn. Tới khi cởi hết, hắn liền nhếch mép cười nhạt. Hắn thổi tắt đèn rồi chui vào chăn. Cả gian phòng tối om, trong phòng vang lên tiếng xé quần áo cùng tiếng khóc của Xuân Hương. Gã đàn ông thần bí hạ giọng: "Còn điếm nhỏ, mày khóc lóc cái gì chứ? Mày vào quán Tiêu Dao chính là để phục vụ đàn ông mà. Thằng đàn ông khác làm được thì lẽ nào ông mày không làm được? Mày mà còn khóc nữa, ông bóp cổ chết bây giờ. Chịu khó mà hầu hạ ông mày, may ra ông mày tha cho mày cái mạng bần tiện này." Dường như Xuân Hương không nghe thấy những lời của gã, cô vẫn không ngừng dãy dụa kêu gào. Tiếng kêu gào và sự chống trả của Xuân Hương đều vô ích. Gã đàn ông thần bí kia đè chặt lên người cô. Chỉ một lát sau, tiếng thở hổn hển nặng nề của gã đã vang lên. Xuân Hương kêu như xé phổi xé gan. Gã đàn ông thần bí kia vừa thở hồng hộc vừa nói: "Hôm nay coi như tao gặp hên, không ngờ trong ổ điếm này lại được phá trình. Em điếm nhỏ, kể từ hôm nay em đã là người của Trần Lan Đầu này rồi." Xuân Hương vừa mới nghe thấy ba chữ Trần Lan Đầu liền nín ngay, cắn chặt răng, nước mắt tuôn như suối. Thổ phỉ Trần Lan Đầu ra sức giày vò Xuân Hương, miệng hắn gầm gừ như một con thú đang phẫn nộ vậy. Phần dưới của Xuân Hương như bể xé nát, cơn đau không thể chịu nổi cùng nỗi kinh hoàng tột độ đã nhấn chìm cô. Lúc này cô cảm thấy sống không bằng chết, hai bàn tay không ngừng cào cấu lưng thổ phỉ Trần Lan Đầu, da thịt hắn bám đầy dấu móng tay cô. Sáng hôm sau, lúc đi ngang qua cửa phòng Xuân Hương, Lý Mị Nương phát hiện cửa phòng mở toang, nghe thấy tiếng rên rỉ của Xuân Hương, mụ ta cho mày nói: "Xuân Hương à, Chư Cốc đi rồi mà còn vẫn chưa đóng cửa lại à?
có phải đã thả phanh cả tối đúng không? Hai đứa chúng mày cũng thật là. Làm thì làm thôi, còn tạo ra tiếng động lớn như vậy khiến tao bực chết đi được. Thực ra không chỉ một mình mụ Lý Mị Nương nghe thấy tiếng gào khóc của Xuân Hương và tiếng động không kiêng dè ai của thổ phỉ Trần Lan Đầu. Mọi người trong quán tiêu dao đều cho rằng đó là do Chư Cốc và Xuân Hương đang làm chuyện đó nên cũng không để ý. Xuân Hương vẫn rên hừ hừ trên giường, hầu như không để ý tới những lời nói của mụ Lý Mị Nương. Lúc này, mụ Lý Mị Nương đã nhận ra điều gì đó liền bước vào phòng. Xuân Hương nằm trên giường không một mảnh vải che thân, hai mắt nhắm nghiền, phần dưới chảy đầy máu, khắp người toàn những vết bầm tím, nghe thảm tới mức người khác không dám nhìn. Chăn bị vứt xuống đất, hai đồng tiền đại dương đặt trên bàn. Lý Mị Nương thần người, mất một lúc lâu sau, mụ ta mới ôm cái chăn ở dưới đất lên rồi phủ lên người Xuân Hương. Lúc hôn mê, Xuân Hương còn rên rỉ đau đớn. Nốt ruồi bên khóe miệng mụ Lý Mị Nương giật giật, mụ nghiến răng gầm gừ. Cái thằng Chư Cốc lòng lang dạ sói mất hết lương tâm kia, sao mày lại có thể đối xử với Xuân Hương như vậy chứ? Mụ ta đặt tay lên trán Xuân Hương, đầu cô nóng như lửa đốt. Các bạn vừa nghe xong tập số 10 của cuốn tiểu thuyết kinh dị mang tựa đề Trấn Nhỏ Cuồng Ma qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.